Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang Huỳnh Công Thành, 30 tuổi, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã kiểm tra ô tô Toyota Innova tại ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Võ Văn Kiệt thuộc phường 2 thành phố Vĩnh Long. Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ trong xe một bánh hình chữ nhật được bọc bằng ni lông màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng, và trong áo khoác của Thành, hai bịch ni lông được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn trong suốt, nghi là ma túy. Qua giám định, chất bột màu trắng trên là heroin có trọng lượng 350 gram và tinh thể rắn trong suốt là ma túy đá có trọng lượng gần 21 gram. Thành khai nhận số ma túy trên được một người lạ mặt ở thành phố Hồ Chí Minh thuê vận chuyển về Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.